Để mẹ chiên khoai tây cho hai chị em ăn nhé. Nó Thì con thích ăn khoai tây chiên không? À, để mẹ cắt ra nhé. Từ từ, cái này đang sống. Để mẹ chiên. Wow, củ khoai tây này siêu to khổng lồ luôn. Chắc chiên được nhiều lắm ấy nhờ. Cái bát đấy là để bỏ tương đấy. Tí nữa mẹ chiên xong rồi mẹ bỏ tương ra để chấm nhá. Con có chấm tương không? Đó. Cay á? Cay chảy mồm. Ok, chảy mồm luôn à. Đây, để mẹ đặt cái đĩa này mẹ bỏ sang đây nha. Cay được mà. Mẹ ăn cay hè một mẹ luôn. Đi mẹ chưa? À, để mẹ bật dầu lên cho nó nóng lại nha. Mẹ cho ăn với. Mẹ nấu hả? Mẹ nấu cho nó chín lên xong rồi mẹ lấy cho hai chị em ăn. Ok không? Tây chiên mà chấm tương ớt thì mày bát đấy là bát bỏ tương ớt. Bỏ tương ớt này. Ừ. Mẹ, đi, đi. Mẹ cho Titi một miếng này. Nhanh với. Cái này sống là Titi ăn được thôi, con không ăn được đâu. Để mẹ chiên chín lên rồi em ăn nhá. Nhỏ lại một xíu xíu xíu. Không là nó nóng quá. Đây để mẹ bỏ vô nha. Ngon chứ. Đi ăn ngon nhờ. Nhiều chưa? Nhiều chưa? Gấu ăn khoai tây chiên bao giờ chưa nhở? À, mẹ có làm khoai tây chiên cho gấu đi ăn rồi mà nhở. Đúng không? Bỏ ra này. Từ từ con để ra đi chứ con đừng có với lại đây để em đi với bỏng đấy, hai chị em bỏng đấy. Bỏ đây chìm luôn, mẹ cắt tiếp nha. Đây này con lấy một miếng này nữa cho em Titi ăn này. Titi ăn ngon nhở? Đây đây. Ăn cho em Titi. Con ăn được không? Không. Đang sống mà, đúng rồi, đang sống. Mẹ bỏ cái nước rồi. Đây nè, ui trời ơi, nhanh chưa, nó gần chín rồi. Một tí, tí Titi nữa là chín thôi. Quá. Từ từ nhìn, không có mũi đâu. Tí nữa. À, gần chín rồi. Mẹ bỏ vô đĩa. Ừ, để đợi nó chín một tí rồi mẹ bỏ vô đĩa cho nha. Cái này mà có bột chiên giòn với bột chiên xù nữa thì ngon tuyệt vời luôn. Ngon tuyệt vời. Đúng rồi, tuyệt vời luôn. Mẹ gắn cái từ tí nữa mẹ ấy rồi mẹ lấy cho hai chị em. Mẹ bỏ chung vô một đĩa đã nha. Đây. Một cây đã vàng à, nhanh nhở. Cái gì đây chiên chín rồi, gần chín rồi đó. Chín nữa là chiên. Mẹ cho ăn với. Ừ. Mẹ chiên cho con với chị ăn mà. Ui, con ngồi xuống đi, con ngồi xuống đi. Mẹ cho ăn với.
chờ một tí cho nó nguội nguội lắm nha. Chờ một tí cho nó nguội nguội lại rồi ăn. Đây mẹ lấy cho. Đây mẹ lấy cho. Thì thìa đây. Mẹ lấy cho con với Titi ăn cái này trước nhá. Đây này, chiên. Cái này đúng không? Chiên vô cho nóng nhá. Đây của con đây. Bỏ Titi lên, mẹ cho Titi này. Đó, ăn đi, ngọt chưa? Mẹ chiên một tí nữa. Em lấy cái khác hả? Rồi đưa mẹ lấy cho nào. Ui, nóng đúng không? Mẹ bảo đang nóng, chờ mẹ một tí mà. Con thổi đi, thổi nhiều lên chứ không nóng đấy. Đâu của Titi đâu con này? Hơi nóng, đó Titi cũng nóng chưa ăn được. Chờ mẹ một tí nha. Mẹ chiên xong rồi mẹ lấy cho ăn luôn. Mềm mềm, ăn cái này mềm lắm. Mềm mềm, ngon ngon. Mẹ bảo rồi, ăn mềm mềm, ngon, đẹp lắm, ngon chưa? Đó, con nhìn Vi ăn kìa. Khi Vi ăn mỗi cái ruột bên trong và cái vỏ thì Vi lại bỏ lại. Vi ăn cái vỏ ngon mà, Vi ăn đi, Vi ăn cái vỏ mẹ xem nào. Chờ mẹ chiên một tí nữa rồi mẹ lấy hai chị em ăn luôn thế nhỉ. Con thích ăn nhiều hay ăn ít? Ăn ít. Thôi, để cho mẹ thổi thôi. Ăn ít thôi, ăn nhiều cho con. Chưa, đi ăn hết rồi. Đi ăn nhiều cho con. Ăn ít đi nghe chưa? Đi làm bớt rồi. Mặt lên đi con. Tiếp kia, đến kia. Con lại là người khác lên hả? Mẹ đi, đi ăn nhiều rau răng rồi. À, đi ăn nhiều rau răng hả? Không phải. Không phải. Mẹ cho. À, mẹ cho đi ăn ít thôi thì. Đi ăn nhiều là rau răng đúng không? Rau răng là phải đi bác sĩ đúng không? Dạ. Đi tiêm. Đúng rồi, tiêm là đau lắm ấy nhờ, sợ lắm. Uống thuốc rồi. Ừ, con có sợ không? Sợ hả? Mẹ cũng sợ lắm. Mẹ sợ đi tiêm bác sĩ lắm. Ở nhà uống thuốc rồi. Ừ, ở nhà uống thuốc thôi. Uống thuốc uống rồi. Gần chín hết rồi. Rồi Ti Ti ăn, đây này con này. Ăn nhai này, nhai như chuột đấy. Mẹ lấy cái chín cho con ăn nhá. Con ăn này đi. Mẹ Ti làm vỏ. À, Ti làm vỏ à. Mẹ Ti ăn vỏ. Mẹ mồm đi đi luôn. Tiêu. Ăn mà. Ăn. Ăn. Thôi mẹ chiên xong cái này nữa là ta ăn thôi nhỉ. Còn cái kia để tí nữa chiên sau nhá. Được không? Được. Này để tí chiên sau nhá. Bây giờ ăn cái kia trước nhỉ. Chiên sau. Ừ, đúng rồi, hai cái này với cụ này chiên sau. Còn ta ăn cái trước ạ. Mẹ cắt đôi ra nhá. Nhá. Cắt đôi ra dễ chiên nhá. Dạ.
Chị ăn hết chưa? Rồi. Hết rồi hả? Chưa. Ăn còn à? Rồi, mẹ để sang đây là tí nào mẹ. Chiên tiếp nha. Đây, cái này để sang đây, tí mẹ chiên tiếp. Bây giờ mẹ lấy cho hai chị em ăn lại nhá. Không, hai chị em chờ lâu quá. Mẹ ăn đi mẹ. Ok, mẹ ăn luôn nhá. Từ từ mẹ. Để mẹ đi. Mẹ cắt cái dầu này đi đã nhá. Rồi đây. Ăn thôi. Ăn thôi. Các bạn nào ăn tương được không ta? Chó. Chó à? Chìa của em Ti đâu? Đấy. Đây rồi. Đây mẹ lấy cho Ti nhá. Gấu lấy được không? Mẹ lấy cho. Đây mẹ lấy cho. Đây, Ti ăn đi. Mẹ bỏ em lấy rồi mẹ. Ti đi rút cả tiền ra luôn. Mẹ vội mở chưa? Nhội rồi. Chưa. Ăn chưa à? Thế con thổi nguội đi. Mẹ mời em gấu, mẹ mời đi đi nha. Nhâm 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 nhâm. Ngon quá. Gấu chấm được tương không? Rồi, con để xuống đi, con để xuống đi, mẹ chọc cho. Rồi, nhỏ lắm. Thì ăn được tương ớt không? Cay nhá. Thì ăn được tương ớt không? Cay lắm, nhỏ. Mẹ ăn đồ này rồi. Ừ, mẹ ăn cả hai bên luôn.